Xin chào các ông, các bà, các cháu lại đến với clip tiếp theo của bà Đỉnh Vlog nha các cháu nha. Hôm nay bà phải cơm đùm cơm nắm để đi lên nương các cháu à, để đi ra thăm vườn thăm ruộng, thăm lên nương để xem hồ khoai thế nào dạng này ấy đây này. Trước tiên là bà muốn đùm cơm thì bà lại phải nướng lá chuối này lên các cháu ạ, hơ lá chuối này để cho nó mềm cái lá chuối này ra đã thì mình để cho nó mềm thì nó dễ gói, chứ còn nếu mà mình gói lá nó tươi quá thì nó không ấy cho đâu, nó không gói được đâu đấy, nó khó gói lắm. Cái lá chuối nó phải tải lại như thế này thì nó phải kiểu như là nó héo héo lại kiểu này đó thì mình mới ấy được, mới gói được đấy. Như thế này nó mềm, cái lá chuối này ra thế này này thì các ông các bà từ ngày xưa đến nay thì cũng làm như thế này đấy đấy. Nhưng mà cái đặc biệt của người vườn là gói thì lại phải gói bằng cái mặt này, thế còn là người chuôi thì lại hay gói bằng cái mặt này đấy. Nhưng mà quê mường chúng tôi thì lại phải gói bằng cái mặt này. Cái quan niệm của người mường của chúng tôi thì nó lại trái ngược với lại người ở dưới chuôi một chút xíu, có nghĩa là cái mặt này thì nói lại là cái mặt mà nó ở phía dưới như thế này thì đó sẽ không hứng những cái bụi bẩn hay là những cái côn trùng. Chính vì như vậy để mình gói và đằng dưới này thì chúng tôi lại cảm giác nó sạch sẽ và nó yên tâm hơn về cái đồ sạch sẽ đấy, là như vậy thôi. Chứ còn nói thực tế cho là bà cũng nói luôn như thế để cho các mọi người, để chúng ta tất cả mọi người đều hiểu được. Không, các bà thì cũng nắm được cái này rồi, nếu mà người vườn quê ha thì đều nắm ăn cái gì ra gió cái gì thì y dê đó mà hảo thì lịch tôi thì phê là gói cơm đi ra. Hôm nay là tôi là bà là nắm cơm để đi lên rừng để ra nương ngô để xem thế nào, lâu ngày quá rồi. Cơm chín rồi đấy mọi người ơi, cơm chín rồi. Thế, bà lấy ra để bà chuẩn bị đi nắm cơm đã cả nhà. Từ xưa đến nay đấy, muốn đi lên rừng là phải cơm đùm cơm nắm như thế này đấy. Ăn cơm nắm này ngon lắm. Mà nó lại nếu mà mình không cẩn thận là để là nó lại hỏng đi, nên là phải làm cẩn thận đấy. Bà đang nắm cơm các cháu ạ. Cơm mình phải nắm chặt vào ăn nó mới ngon được các cháu ạ. Các ông các bà, bây giờ bà gói cơm lại nhá mọi người ơi, các cháu ơi, bà gói cơm lại để chuẩn bị để đi nào đấy. Người gọi là người phụ nữ vườn từ xưa đến nay thì muốn đi lên nương là phải gói cơm, mà cũng phải gói làm sao mà nó đẹp mắt một tí các cháu ạ. Là bà đã phải buộc lạt lại nhá đấy, lúc nãy là bà đã buộc một lạt rồi, xong rồi bây giờ bà buộc tiếp theo, buộc cái lạt này lại như thế này này đấy. Thì xong rồi đấy, hôm nay đi lên nương thì chẳng có cái gì, và cũng chuẩn bị hai con cá mắm cá khô này để mang đi nương để ăn để qua bữa thôi, chẳng có cái canh gì cả đấy. Mà cái cá khô này thế nên lại dễ ăn vào cơm lắm, ngon lắm. Hôm nay đi lên rừng nên là bà lại phải chuẩn bị một cái ống nước để mang đi các con các bà. Tại vì là đi nương mà không có nước thì uống nước thì khát lắm đấy. Cái này là từ xưa đến nay thì chúng tôi là phải cho bằng cái này đấy, cái giọt nước, mà cái này là mang đi đấy, gọi là cái ống nước làm bằng cây vương, cây luồng đấy, giọt đầy cái này thế là mang đi. Xong rồi lấy lá chuối và đút lại đấy, đấy là đầy quá để đổ bớt đi nào. Ồ, bà già lại giọt quá tay đấy. Bà chuẩn bị sẵn cái lá chuối như này, thế là đút lại thế này là mang đi đấy. Cái sách cái này đi như thế này đấy, là lên rừng thì cũng đủ buổi làm việc thôi. Để bà đi chuẩn bị đồ để cái thùng để đựng đồ đó. Bà chuẩn bị đồ xong hết rồi, bây giờ bà phải cho vào cái thùng để mang đi cho nó tiện đấy. Hướng chứa như thế này đấy. Muốn đi nương thì dậy là cứ phải chuẩn bị đàng hoàng thế này, ở qua đêm ở qua ngày nên là cái gì cũng phải đầy đủ. Cái nước thì sách đi. Lấy cái nón đấy chứ quên mất đấy, đi ra đồng là mưa, ra nương lại mưa thì khổ. Thôi bà đi ra xem thế nào đây.
À, thằng cu có đi với bà không? Thôi bà để đi bà quần ngô xem thế nào, lâu ngày quá rồi không ra, không biết là đã nên vỉa ngô chưa. Đấy. Ôi trời ơi, tao lồn cái đất hà, lũ mà lồn hết cầu thì đấy. Trời ơi, mà khổ lắm đi đó. Trời ơi, cái vườn ngô nhà tôi sao là người ta lại chặt trộm hết như thế này, lâu ngày ra vườn khổ thế này, cứ chứ này. Đấy, bảo con cái nó đi ra để xem như thế nào. Thế bà già năm nay là mấy chục tuổi hôm nay mới mở ra được. Khổ thế, nếu cứ mãi đi làm, bảo dặn rồi mà cứ đi ra công ty các kiểu. Thế đông ra là bây giờ tôi lại phải mở ra mà người ta ăn trộm hết. Trời ơi là rồi, làm vất vả mới được một cây ngô, bắp ngô mà bây giờ người ta ăn trộm như thế này thì còn cái gì mà ăn nữa cái chứ này. Khổ thế cái chú này, bảo con cái đi ra để xem như thế nào rồi. Đấy, hôm qua thì bảo thằng con là đi ra để xem, thì nó lại bảo là nó uống rượu ở nhà bên. Thế là cuối cùng nó có đi đâu. Hôm nay tôi mới phải liều mất công để cho tôi ra. Thế mà cuối cùng là bị ăn trộm hết mà nửa vườn ngô thế này thì còn cái gì mà ăn nữa đâu. Trời ơi là trời, bực mình thế cái chú này. Ôi trời ơi, để xem nào. Đấy, để phát qua coi. Cái này đi nào, phát qua qua đi để tí còn lấy mấy bát về để nấu cho các quan ăn nào. Qua thế này để lấy một ít ngô để mang về để còn lấy cho các quan các cháu nào nấu vôi nấu luộc cho các cháu ăn nào. Trời ơi, vườn tược lâu ngày rườm rà quá để mất thôi. Chắc là cái quan hổ quan hùm nó cũng ở trong này mất thôi. Ngày xưa như thế này đấy con ạ, cháu ạ. Nhiều con hổ con hùm lắm cháu ạ. Các bà đi lên rừng là cứ sợ hùm sợ ấy. Đây là tại sao mà có cái tên của bà nhà cháu là tên là Bùi Thị Đấng như thế. Bởi vì sao là cái tên đấy là tên cúng cơm của bà. Để cho khỏi là đi vào rừng để con sợ con hùm con ma nó bắt đấy con ạ. Thế đấy. Nên là bà hôm nay bà dẫn con đi để bà nói cho con biết một số cái chi tiết của người Mường xưa để như thế các cháu ạ. Con ạ. Thằng cu nhà tôi năm nay 10 tuổi rồi. Đấy. Cháu cũng đi theo bà hôm nay ấy để ra vườn ngô để xem. Cái thằng cô con nó bảo là bà cho con đi với, cho cháu đi với, cái là cho nó đi để nó xem vườn, thứ nhất là xem vườn tược, thứ hai nữa là để nói cho nó biết là ngày xưa là các bà lên nương lên đẫy khổ thế này đấy. Đấy. Vất vả lắm làm cây ngô cây khoai ấy, thế mà hôm nay đến đây là người ta lại còn ăn trộm hết trong một nửa vườn, sao mà bực mình thế cơ chứ lại. Không biết cái kẻ gian kẻ dối nào mà nó lại hư người mất nết như thế chứ lại. Trời ơi là trời, cái này mà tôi bắt được thì tôi có lên công an tỉnh không mấy gì, tôi kiện cho công an tỉnh luôn đấy. Ôi bây giờ bà phải tranh thủ bà chặt một bẻ ít ngô để mang về để luộc để nấu vôi cho các con các cháu ăn đó các cháu à, các ông các bà ơi. Đấy, ngô thì năm nay nó cũng không được mùa mấy đâu, có bát to bát nhỏ. Ngô nếp hẳn hoi đấy, ăn dẻo lắm. Đấy, ngô này dẻo lắm. Ngô nhà tôi trồng thế này là năm nay thế này cũng không được mùa lắm đâu. Đấy, mình muốn bẻ ngô thì mình phải bẻ cái cây nó đi thế này để đến lúc mình đỡ lẫn để mình còn tìm được. Cái ngô nhà bà, ôi cái này ngô nhà bà cũng hạt to mẩy lắm các cháu ơi, to dài chưa này. Đấy, vuồng ngô này to dài chưa này, bắp ngô này đấy, tiếng Mường gọi là vuồng ngô vuồng khậu đấy. Hôm nay bà sẽ lấy về để bà luộc để làm một ít cái nấu vôi để cho các con các cháu ở nhà ăn đấy. Ôi có nhiều bắp cũng ngon lắm, mà có bắp thì cũng không có hạt mấy, nó tùy theo thôi. Đây thế này đấy, mình phải vỉa cái cây nó đi đến lúc để nó lỡ lẫn lộn với những cây khác. Ôi cái bắp này không ăn thua rồi các cháu ông bà ơi, mọi người ơi, nhìn ở ngoài to dài tổ lũa mà thế này mà lại không có hạt thế nào đấy. Thế này thì cứ 10 bắp thế này thì mất mùa là mất, hay không có một ngô mà ăn mất. Đấy. Ôi, đấy. Thôi bị à. Hôm nay là phải lấy một túi này về, mang về để cái đủ ăn cả nhà đông người đông con cháu mà. Cái hàng gì thì đáng quản ơi. Này. Sao con? Đói. Đói rồi à? Ôi, thế thì đói thì đây đây đây, mẹ cho ăn cơm nào. Khổ.
đấy, chả con nó háu đói thế này đấy. Thế đợi tí nào để bà phát qua cái chỗ này đi để sắp cơm để ăn nào. Ôi rồi ôi, đấy đúng là chả con chưa được nửa buổi nữa đã đói rồi. Nào, đi sang đây để bà lấy cơm cho mà ăn nào. Khổ lấy chả con nó háu đói thế này đấy, vừa có được à, chưa được nửa buổi, mặt trời còn ở trên trên nửa rồi mà đã đói cơm rồi hả con? Đây để bà lấy cơm cho ăn nhá. Hôm nay bà gói cơm rồi mà bà chẳng mang cái canh gì đâu, chỉ có mỗi hai con cá mắm cá khô thôi, chịu khó ăn nhá. Dạ. Nhà mình có cái canh gì đó có ăn đấy. À, đến bây giờ là để tạm một cái này mà ăn thôi chứ có cái gì đi vào nương vào dãy thế này không phải như ở nhà đâu con ạ. Cháu à, mệt quá, lâu ngày đi vào rồi mệt thế này đấy. Mở cơm ra để cho con nó ăn nào. Khổ thân thằng bé từ lúc sáng đến giờ nó kêu đói. Bà cắt cho con để con ăn nào. Cơm của bà nắm từ lúc sáng là dẻo lắm đấy con ạ. Đấy, cắt này đấy, đi nương đi dẫy là khổ thế này đấy, phải đùm thế này nắm thế này đấy con ạ. Đấy. Cơm nó dẻo, cơm nó dẻo thế này cái này nắm chặt quá rồi mà nó lại cứ dính con ạ. Đói lắm hả con? Dạ. Đây, bà cắt cho mà ăn nhá. Là làm gì có cái gì mà ăn con ơi. Các ông các bà là đi lương đi dậy là không có cái cơm cá khô mà ăn như thế này đâu con ạ. À, hôm nay là bà mang đi để cho con ăn, để cho con đỡ đói nhá. Dạ. Con lấy ăn đi con. Thôi, mình lấy bằng tay thế này đấy. Đây con này ăn đi con. Đấy, ăn đi cho nó đỡ đói con ơi. Đây cá khô đây con. Con ăn đi nhá, khổ thân thằng bé quá, ăn thường. Đấy. Ăn đi rồi thì tí nữa bà lấy một ít ngô đây rồi bà con mình về nhá con nhá. Đấy, bà chưa đói đâu, bà không muốn ăn đâu, con ăn đi. Thế nó bà về ăn sau, thôi bà uống một ngụm nước nào. Bực mình ấy, mấy cái người kia nó ăn trộm ngô của nhà mình đi con ạ. À, nghe bực mình quá, bây giờ bà uống ngụm nước để hạ hỏa nào. Đã khát đấy cháu ạ. Bà cháu no rồi. Ăn no cho cháu con. No rồi bà ơi. Ồ thế uống ít nước đi cho nó đỡ mệt con ơi. Đấy, lâu ngày đi lên rừng với bà thế này đấy, hai bà cháu mình. Hôm nay là bà đưa con lên để xem đấy. Như thế này đấy con ạ, đường đồi núi thế chứ này đấy con ạ. Lần sau bà lớn lên là chịu khó mà làm ăn nhá. Dạ. Đỡ vất vả con ạ. Đấy. Tí nó uống, muốn uống nữa thì bảo bà nhá. Vâng. Bà cũng thấy đói bụng rồi, bà để bà làm miếng cơm đã, không để tí chưa về lại mệt. Đi còn đi đường xa nữa, đi bộ mấy cây số mới đến nương dãy nhà mình ấy con. Cái con gì nó ngứa ngứa nhỉ? Ôi trời ơi, ngồi đó cái tổ kiến lửa, khổ thế cơ chứ này. Trời ơi là trời. Đấy cắn có mà ngứa hết bà rồi. Sao mà mày không bảo bà con? Trời ơi. Sao mà đau đớn đau hết cả bến mông bà như thế này. Trời. Khổ thế cơ chứ này. Kiến đấy còn gì nữa, sao con lúc nãy con chơi ở đấy con không bảo bà? Ôi trời ơi là trời. Đấy, khổ thế cơ chứ này. Hai bà cháu mình lại ngồi đúng cái chỗ kiến con ạ. À. Ôi trời ơi là trời. Ôi kiến nhiều thế cơ chứ này. Đấy, không mang cái bật lửa bao đá này để trôn nhá. À để tâm nó cho nó chết hết đi nhá. Ôi trời ơi, kiến lửa ơi là kiến lửa. Sao mà lại dám đốt cả bà già này hả? Bà lại cứ tưởng là cái gì lại ngồi đúng mà cái tổ kiến lửa thế này thì chắc là về lại chung hết mông hết. Về lấy bà mất thôi. Con ạ, bực mình thế cái chân này. Đập chết đi. Thằng cu con nó lại, đấy, con đập nó đi. Hai bà cháu mình đập hết đi. Trời ơi là trời, sao mà mày không bảo bà chứ lại lúc nãy. Thôi thế thì để bà thu đoạn tới đây mình về thôi con ạ. À, ăn cơm rồi xong rồi thì về thôi con. Cũng trưa chiều rồi con ạ. À, ôi rồi đây con gói cơm lại cho bà đấy con. Nên đùm lại đấy con, đùm cẩn thận mà con ạ. À, đây người ta đùm như thế này con ơi, cháu ơi, như thế này con ạ. À, hai bên như thế này con ạ. À, đây đấy, đùm lại cẩn thận như này, xong lại đổi chiều như này con nhá. Dạ. Làm thì phải khéo mà con ạ. À, thì nó mới nên cái gói cơm cho. Hôm nay là con đi lấy lá cho bà thế này, là lá này nó hơi non đấy con nhá. Vâng. Và lại lấy ít quá thì đâm ra là gói cơm nó không được đẹp. Thế mình phải gói đẹp vào, mà bà già năm nay là mấy chục tuổi rồi nên là
tay chậm, chân chậm, mắt mờ rồi gói nó cũng không được như về phụ nữ ngày xưa. Về thôi cả kiến nó. Ừ, thôi, hai bà cháu mình về thôi con. Về để con luộc ngô để ăn chứ. Thôi về thôi con ơi. Ôi, mệt quá rồi. Đấy. Về thôi con ơi. Đi về thì tí còn lo trời lại mưa đấy con ạ. À. Hôm nay trời thấy âm ô thế này trời. Cuối cùng hai bà cháu mình cũng về đến nhà rồi con ạ. À. Đấy, mấy cây số đi bộ, con có thấy mệt không con? Có. Ừ đấy, để cho các bà toàn đi bộ. Đi về để luộc ngô cho các con ăn nào. Cún ơi, mẹ ơi, con làm gì đấy con? Hai bà cháu hôm nay đi lấy được một thông ngô thế này. Đấy, tha hồ mà ăn. Bây giờ để đi để phun nó ra này, để tỉa tách nó ra để chuẩn bị để làm nấu cho các con các cháu ăn nào. Nhà thì đâu con cháu không đấy, con dâu con gái thì đẻ được tất thảy là 5 đứa cháu trai cháu gái nếp tẻ đều có đấy. Cháu gái thì như là cái ngô nếp này đấy. Muốn ăn thì phải làm thế này đó thì mới nấu được. Hôm nay là bà sẽ nấu vôi nhá các cháu ông bà nhá, tôi sẽ nấu món ngô nấu vôi của người Mường đấy. Hôm nay đi lên đồi mà bực mình quá con ạ. À. Bảo con là đi lên để đi, hôm qua bảo con đi vào đồi nhà mình xem là ngô có ai bị làm sao không mà con không đi, con lại cứ mãi đi làm đi, tranh thủ đi một tí để bảo đi nương đi với bà để xem thế nào. Cuối cùng là hôm nay bà vào thì người ta lại lấy hết một nửa vườn ngô nhà mình. Ừ, thế bà bực mình chứ lại bà phát điên cả người lên đấy. Hôm nay mà bà mà mang điện thoại đi là bà alapon cho cái bọn công an để nó gọi cho công an để xử lý ở đấy, tuột cả khăn để bắt cái bọn tìm cái bọn là trộm ngô nhà mình đấy. Nó lấy hết một nửa vườn ngô nhà mình và tức ơi là tức. Thế bà không lần sau mang chân gối vào đấy mà nằm trong. Nói đến đây lại ừ, lần sau là phải bảo về để bà để làm lều vào trong đấy để trông nhá. À. Không để là mất ngô nhà mình như chơi đấy con ạ. À. Ngô thì lúc nãy là bà đã tẻ xong, tách xong rồi, phun khẩu ngày xong rồi. Thế bây giờ là bà đổ vào trong nồi này để chuẩn bị để nấu ngô vôi để ăn nhá mọi người ơi, các cháu ạ. À. Đấy. Ngày xưa thì các bà làm gì có cái gì mà ăn, chỉ có ăn ngô này để trừ bữa thôi. Đấy, khổ đấy này đấy. Bây giờ là bà sẽ đãi cái nước vôi này. Đây là món ăn của dân tộc Mường đấy. Và sẽ đãi vôi này để đổ lấy cái nước của nó để mình phải khoáng lên để mình bà phải đãi cái nước vôi như thế này để cho nó khỏi đến lúc thì là nó sẽ có cái sạn hay là cái đá cái sỏi thì mình chỉ dặn lấy cái nước nó thế này thôi các ông bà các cháu ạ. À. Đấy như thế này thôi mình làm đi làm lại. Đấy, thế nước vôi là bà đã đãi xong rồi. Ở người xuôi cũng như người Mường thì vôi dùng để ăn trầu với lại xây nhà rồi đắc bờ ruộng, nhưng mà người Mường chúng tôi thì lại có thêm một cái món nữa là ngô nấu vôi. Hôm nay thì bà sẽ làm cái món này để giới thiệu tới các con các cháu cũng như là các ông các bà, tí đến lúc lại các cháu lại không biết ngô nấu vôi như thế nào. Đấy, bây giờ bà sẽ đổ nước vôi vào như thế này để đun, khi nào mà chín ngô thì bà sẽ đi đãi. Đấy, mình phải đi rửa đi đãi đi, thế là ăn đấy các cháu ạ. Đấy, bây giờ bà phải khuấy đều nó lên thế này để vôi nó ngấm vào cái ngô, tí là ăn về ngon được các cháu ạ. Ông bà tí là nó nở ra thì là ngon đấy. Ngô của bà nước luộc nước vôi từ lúc nãy là đã chín rồi đấy, ngấm đắc bồ rồi. Cái này là tổ là cái thứ lấy đổ ra để trao đã. Ôi chết rồi, vọng chân bà mất. Đấy, nó đã chóc hết cái lớp vẩy, lớp ba bỏ bên ngoài cho rồi. Chín ngoan rồi, bằng ươm rồi. Bây giờ là phải trao cái này đi. Phải rửa. Phải trao cái này đi. Để vò, để tải. Đãi nó đi. Đấy, như thế này, ngon lắm. Ôi trời ơi, nước nóng chảy hết vào vọng hết chân bà mất. Ngô nấu vôi là nó vàng ươm mà ngon thế này đấy, nó không phải như cái ngô luộc của mình đâu. Đấy là ngô nấu vôi đấy mọi người ạ. À. Đấy các cháu ạ. À. Đây này, bây giờ bà phải bò như thế này để nó ra hết cái bã của cái ngô đi. Đấy, nó ở những cái đầu hạt ngô này này thì mình ăn đến lúc nó đỡ bị gọi là bị nhát. Ngô là đãi sạch rồi, bây giờ là
bà sẽ bảo bà. Đây là lúc nãy là mình đã hết nước vôi đi rồi, sạch sẽ rồi rồi. Vì mình mua đun bằng nước vôi mà. Đấy, bây giờ là bà sẽ đổ vào đây để mang đi. Để đấy là cái này lớp vỏ nó ra hết đây rồi. Bà sẽ mang bà để bà đun lại một tí nữa. Nó sôi một lúc nữa là bắt đầu là đấy là mình ăn đấy. Mình có một bữa ngô ngoan đấy các cháu ạ, ông bà. Bây giờ là phải đun lại một lúc nữa, sôi một lúc nữa là có thể ăn ngon đấy. Các ông các bà ơi, cái ngô của bà đỉnh là chín rồi đấy. Từ lúc kia là thế là được ăn được rồi đấy. Bây giờ bà sẽ mang ra đổ ra để cùng thưởng thức nha, cả nhà nha. Cái nhà chó nó kêu tả ngạng ở dưới chân, dưới khướng thì khổ. Trời ơi đấy, ngô chín ngon lắm. Đấy, chín vàng ngon lắm rồi. Các ông các bà ơi, các cháu ơi. Thế là chúng ta cùng thưởng thức món ngô nấu vôi của bà nhà Mường, bà đỉnh vlog nha, các ông các bà nha. Bây giờ để mang vào để mời các ông các bà, các cháu để ăn ngô nào. Ôi ngon quá. Đấy, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nào. Ôi trời ơi. Ê, các bà đến chơi chả có gì đấy, là hôm nay là tôi nấu em món ngô nấu vôi này thì mấy chị em mình cùng ăn để cho các cháu nó biết là món ngô nấu vôi là thế này đấy các bà đấy. Chị em mình ngày xưa là vất vả các bà nhỉ, khổ có cái gì mà ăn đâu. Mỗi nhà thì cứ làm một vườn ngô rộng để coi như là để ăn hàng năm quanh năm, đói kém vất vả lắm. Mà bây giờ cái thời buổi bây giờ nó phát triển lên rồi, thôi thì tôi cũng chẳng có gì gọi là có ít ngô này thì chị em mình cùng ngồi uống nước rồi ăn cho nó vui. Vẫn bà điểm mấy bà ngồi gần và cho nó ăn cho nó vui nào. Bà đó, mấy bà ngồi gần cho nó vui nào. Chả biết mấy khi đến chơi mà lại chẳng có cái gì. Khổ. Hôm nay tôi bực mình quá đó mà. Đi vào vườn thì hôm qua bảo con dâu nó vào để nó xem ngô để xem như thế nào mà cuối cùng là không vào. Xong rồi bắt đầu là bị người ta ăn trộm hết rồi nửa vườn ngô. Mà ở nhà hàng xóm hôm nay là có cái thằng con trai nó vào nó bắt trộm vịt giữa trưa. Bực mình thế nó chứ lại. Thế là nó ăn trộm vịt của nhà kia. Xong rồi công an với trưởng xóm đã phải sang để xử lý. Không phải là các bà nghe cái tin đấy chưa? Đấy. Đấy. Các cảm ơn bà nhá, hôm nay các cháu đến chơi bà còn có cái ngô luộc vôi cho các cháu ăn thì các cháu cảm ơn với bà nhá. Vâng, cái này là vui chơi này là người Mường mình là lúc nào cũng phải vui vẻ thế này đấy các bà. Thế các bà dùng đi, đấy uống nước đi. Đấy, thôi còn áo chắc dưới thôi còn. Có cái khâu bàn đá người lên cho tên là bàn ruột ạ. Ừ, nó phải ổn đá thôi. Thế mắt mấy khi tỉnh đồ không nào. Đấy. Các cuốn các lừa 12 giờ trưa đấy, lúc trưa đấy cái bộ trộm vịt ở xóm mình ở âm ý cho cái đó người xem lắm. Cái thằng thanh niên áo chín rồi đấy, là ngô chín giờ qua nặng đấy. Hôm nay là bà nấu bà là vườn thì bà là nấu ngô vôi để cho các quan là giới thiệu là cho các quan các cháu người vườn mình là thế này đấy, món ngô nấu vôi là thế này đấy. Ăn lắm nhỉ bà nhỉ, có dẻo lắm. Mời các bà đi quan, mời các bà uống nước đây này. Ăn đi đấy, đây nước của con đây, đây bà uống một chén này. Cá buồn lấy ra cho. Uống nước đây các bà, uống nước ăn ngô thì lấy ngô cho cháu đi bà ơi, lấy ngô cho cháu đi hay ăn đi bà. Ăn tự nhiên đây các bà ơi, ăn đi các bà, đi các bà ngồi đi. Ấy ngô dẻo quá, ấy chết. Từ lúc đấy quên ăn này phải ăn quá ngoan quá này quên mất là mời các cháu các ông các bà này cùng ăn ngô với cái bà già mấy bà chị em mình này. Xin mời các ông các bà nhá, các cháu nhá, đây là món của bà đỉnh nấu đấy các cháu ạ. Món này ngô nấu vôi của người Mường đấy, như lúc nãy là bà nói rồi đấy, coi như là người thuê thì lấy vôi để làm nhà xây nhà rồi dắt ruộng với lại trồng cây, nhưng mà bà đây vào vườn đây thì lại nấu vôi để mình ăn cho nó có món ăn dân tộc đấy. Không ăn lắm các cháu ạ. Đúng là ngày xưa là các bà các ấy là có cái vôi này với một cái ngô này đấy bà. Đấy phải làm thế này bà, thì nó mới được đấy. Đúng rồi đấy, phải cho vôi vào ăn nó mới ngon. Dẻo lắm bà nhỉ. Đấy ôi nấu cái này thì
kỳ công, nhưng mà lại ngon ăn ấy, nó không phải như cái ngô mình luộc, nó ăn nó ngạt nhẽo lắm. Ăn này nó lại đậm vị ngô, ngon lắm nhờ. Ngon lắm con ạ. Đấy, sau này con già thì con học đập để nấu cái món này con nhá. Mẹ dạy con như thế đấy con ạ. Cảm ơn bà đấy. Đấy. Gần một năm rồi bà cháu vừa ăn lần này. Ôi thế à? Ôi. Thế thì lâu lại phải nấu lại để cho nó ôn lại cái truyền thống ẩm thực người Mường mình đấy. Ăn cho nó vui thế này đấy. Ngon lắm. Thôi, chắc là bây giờ bà phải khép lại cái chương trình và clip hôm nay thế này thôi các ông, các bà, các cháu ạ. Nếu mà mọi người mà yêu mến bà Đỉnh thì nhớ đăng ký và ấn chia sẻ, ấn like cho bà nhá. Goodbye, see you again. Hello, bye bye.